Hello tất cả các bạn. Hôm trước mình có làm một cái video clip hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm. Đúng hơn là chia sẻ kinh nghiệm chứ không phải hướng dẫn. Chia sẻ kinh nghiệm là các bạn tự tập cái việc mà chỉnh sửa lỗi chính tả trong khi hát tại nhà bằng cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Thì khi mà đăng cái clip đó lên thì có một số bạn cũng có comment và hỏi vài câu hỏi mà mình thấy hay, cho nên là mình làm thêm một clip nữa. Các bạn nên nhớ đây là chia sẻ kinh nghiệm thôi chứ không phải dạy ha. Cho nên là các bạn đừng có vào comment chửi bới hay là gì đó. Mình sẽ lóc thẳng tai. Thì có một vài comment hỏi về khi hát mình phải tập luyện như thế nào để mình có một cái cục hơi tốt, để mình xử lý câu nhạc tốt hơn, mình không bị hụt hơi, không bị mệt. Mà khi mình xử lý câu nhạc mà nó bị hụt hơi, cái người nghe cũng cảm giác mệt chứ không phải mình mệt không đâu. Thì Bin sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái bài tập đơn giản nhất. Tuy nhiên không phải là luyện hơi thở chỉ có hai bài tập này đâu. Khi mà các bạn học thanh nhạc chuyên nghiệp á, thì luyện hơi thở nó còn nhiều bài nữa, những bài nâng cao nữa. Nhưng mà đây là hai cái bài tập đơn giản nhất mà nếu các bạn siêng tập, các bạn tập thường xuyên á, thì nó sẽ cải thiện được cái cột hơi cho các bạn rất là nhiều. Thì tuy nhiên làm cái việc gì các bạn cũng phải có sự kiên trì, chứ không phải bạn tập có một ngày hai ngày là nó sẽ cải thiện tốt cái cột hơi của các bạn. Cho nên là các bạn nên nhớ là phải tập thường xuyên nha. Mà hầu như là nếu mà bạn còn hát thì bạn còn phải tập, chứ không phải là ngưng lại. Tất cả những ca sĩ chuyên nghiệp cũng vậy thôi, tại vì người ta phải tập thường xuyên, người ta phải luyện thường xuyên thì người ta mới giữ được cái cột hơi tốt như vậy, chứ không phải là tập xong rồi một tháng cái bỏ luôn nguyên năm không tập thì cũng như không. Các bạn tập gym cũng vậy thôi, các bạn bỏ ra thì cơ của bạn sẽ bị chảy, nó sẽ không còn săn chắc nữa, thì luyện cái gì cũng vậy. Thì trước khi vào chia sẻ kinh nghiệm để tập hai cái bài tập đó, mình sẽ phân tích một ý nhỏ ở đây, tại vì các bạn rất là nhiều người bị hiểu lầm cái việc này. Các bạn không hiểu thì các bạn bảo là lấy hơi về bụng, thì cái điều đó là nó không đúng, tại vì hơi không, các bạn hít vào không có cái hơi nào mà nó xuống dưới bụng hết á, mà nó sẽ vào lòng ngực. Cái phổi mình nằm ở đây, nó sẽ vào phổi, thì cái phổi nó nở ra thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cơ hoành phía dưới này. Cái cơ hoành phía dưới này nó sẽ hoạt động thì cái bụng mình nó sẽ hoạt động phình ra phình vào. Thì các bạn tưởng nó là hơi vào bụng thì thật sự không phải vậy. Tại sao mình phân tích cái việc mà hơi nó nằm ở phổi và cơ hoành hoạt động, là tại vì hôm nay mình tập cái bài tập này là tập cái phổi và cái cơ hoành, chứ không phải là tập cái bụng. Cho nên là các bạn hiểu rõ không phải là hơi về bụng nha. Mình hít vào, phổi nó sẽ chứa cái hơi thở mình hít vào. Và khi cái hơi thở mình nó đầy cái phổi, cái dung tích phổi nó nở ra thì nó sẽ ảnh hưởng cái cơ hoành phía dưới này. Cho nên là các bạn luyện tập một cái môn thể thao nào đó, hay là các bạn thở nhiều á, các bạn sẽ cảm giác bị mỏi cái cơ hoành, vì cái dung tích phổi nó nở ra nở vào nó sẽ đẩy cơ hoành hoạt động, thì cơ hoành của các bạn sẽ bị mỏi. Thì hôm nay mình phải giải quyết cái vấn đề là phổi và cơ hoành. Phổi mình luyện tập như thế nào mà càng ngày cái lượng hơi của mình vào phổi càng ngày nó càng nhiều hơn, dung tích nó nhiều hơn, và cơ hoành nó linh hoạt hơn và nó không bị căng cứng, thì các bạn sẽ tạo được cái cột hơi tốt. Các bạn sẽ dùng cái hơi đó để các bạn phân bố tất cả những cái hơi thở ở trên cái câu mà bạn hát cho nó hợp lý nhất, mà cảm giác nó sẽ nhẹ nhàng không mệt. Thì khi mà các bạn không có cột hơi tốt á, tất cả những cái kỹ thuật thanh nhạc trên một cái câu mà các bạn hát, các bạn sẽ xử lý rất là khó khăn hoặc là không xử lý được. Mình ví dụ đơn giản một cái điều, khi các bạn muốn ngăn cuối câu, cái nốt cuối á, các bạn muốn ngăn thì các bạn sẽ không đủ hơi, các bạn ngăn thì nó sẽ bị chao đảo, hoặc là cái độ ngăn của nó không đều, lúc cao lúc thấp, lúc cao lúc thấp, cái người nghe rất là khó chịu và nó bị sai kỹ thuật thanh nhạc. Cái thứ hai nữa là mình ví dụ thêm một cái ví dụ thứ hai nữa nha. Ví dụ như một cái bài hát nhạc sĩ viết cái nốt đó, cái trường độ nó phải dài như vậy, mà cái hơi bạn không đủ, các bạn sẽ hát bị sai cái tiết tấu của người ta, tại vì tới đó các bạn hết hơi bạn phải nhảy qua cái nốt khác. Trong khi đó cái trường độ của nó cần phải độ dài như vậy, thì nó sẽ bị sai tiết tấu và bài hát nó bị hư luôn, sai kỹ thuật thanh nhạc luôn. Còn hoặc là một cái ví dụ thứ ba nữa là những cái nốt nhạc mà nó cao cao cao, giống như cái bài Liều Thuốc Cho Trái Tim có một cái đoạn điệp khúc tê vậy đó, nó bị cao lên trên mà nó liên tục, thì nếu cái cột hơi bạn không đủ, bạn sẽ hát những cái chỗ đó không tốt, kỹ thuật thanh nhạc các bạn sẽ áp dụng vào đó không được. Cho nên là các bạn muốn xử lý một bài hát nó tốt, hoàn trên 50% bài hát mà xử lý tốt, thì các bạn phải có được một cái cục hơi tốt. Thì hai cái bài tập như thế này. Mà bài tập này thì Bin nghĩ thì các bạn tập ở đâu cũng được, không có phải dành thời gian nhiều quá. Một ngày bạn chỉ dành ra 15 phút để tập nó thôi là đủ rồi.
thì tập ở đâu cũng được, miễn như thế nào mà các bạn rảnh thời gian mà tập trung vào cho cái việc tập đó là được, chứ không nhất thiết là phải ngồi ở đâu hay làm việc gì đó mới tập. Cái bài đầu tiên là các bạn phải ngồi thẳng người lên, các bạn lấy hơi, các bạn lấy hơi vào vào bằng mũi và bằng miệng thật nhiều, ngưng lại 3 giây, thì các bạn sẽ xì ra theo cái khe, răng các bạn xì ra như thế này, các bạn nhìn nè. Đây là cái điều mà mình muốn nói nè, khi bạn xì ra cái lượng hơi các bạn đi ra nó phải đều, chứ nó không phải là vậy, có nghĩa là xì ra như thế nào mà cho nó đều cái hơi, đẩy ra cho đều, không cần phải quá mạnh, không phải là nhẹ hiều, nhưng mà pin cần ở đây các bạn luyện tập là khi mà lấy hơi vào các bạn xì ra nó đều, nó không có bị, không phải vậy, vậy thì bị sai kỹ thuật. Các bạn có luyện đi chăng nữa thì cũng không tốt, lấy hơi sau vào giữ lại 3 giây là để cho cái phổi của mình nó quen với cái dung tích đó và càng ngày nó càng to ra hơn. Cái cơ hoành của mình khi mà xì ra, cơ hoành mình hoạt động nè, các bạn cứ để ý đi, xì ra cơ hoành nó sẽ hoạt động, thì bạn sẽ luyện tập cho cái cơ hoành nó linh hoạt hơn, nó không có bị căng cứng như là lúc bạn chưa có tập. Thì thí dụ như các bạn tập lần đầu là được 10 giây, 15 giây, thì càng về sau các bạn phải nâng cái lượng thời gian nó càng cao lên, thì cái hơi bạn giữ trong người nó tốt hơn, bạn kéo dài được cái khoảng thời gian bạn có hơi nhiều hơn, thì các bạn sẽ xử lý cái hơi đó lên trên tất cả những câu nhạc của bạn nó dễ dàng hơn. Thì đó là bài tập đầu tiên, các bạn nhớ là lấy hơi bằng mũi bằng miệng vào thật là nhiều, càng nhiều càng tốt ở trong lòng phổi, thì các bạn dừng lại 3 giây, bắt đầu mới xì ra. Thì các bạn sẽ cảm giác được phía dưới đây nó hoạt động. Và một cái bài tập thứ hai, mà cái bài tập này thì mình nghĩ là các bạn nên tập ở nhà chứ đừng có ra đường tập thì nó hơi bị kỳ. Tại vì cái bài tập này nó đại khái là các bạn thấy cái con chó lúc mà buổi trưa nó nóng nực nó thở như thế nào không, thì các bạn sẽ tập cái bài tập này y như vậy. Tại vì cái bài tập này nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cơ hoành nó hoạt động tốt hơn. Giống như lúc đầu mình có nói, mình đang tập cơ hoành và cái phổi, thì các cơ hoành nó hoạt động tốt hơn, nó linh hoạt. Thì ví dụ như các bạn hát những cái nốt mà nó nảy cao lên mà liên tục, giống như cái bài liều thuốc cho trái tim của Lý Hải ngày xưa hát, có một cái đoạn điệp khúc là nó cứ treo nốt trên đây mà liên tục. Các bạn về mở cái bài nhạc lại, bạn nghe cái điệp khúc đi, các bạn sẽ hiểu cái bài tập này nó sẽ áp dụng như thế nào liền hả. Thì cái bài tập này các bạn cứ tưởng tượng con chó nó thở như thế nào, thì các bạn sẽ tập y như vậy để cái cơ hoành mình linh hoạt, mình đang tập luyện cho cơ hoành linh hoạt và nó chắc hơn. Thì nó sẽ như vậy, hoặc là chậm hơn tí xíu, hoặc là các bạn làm chậm hơn tí xíu, cái đó là tùy các bạn thôi. Cái bài tập này thì nó hơi bị, cái thời gian đầu tiên các bạn tập nó sẽ dễ bị khô cổ họng, tại vì hơi thở ra vào liên tục thì cái nước bọt của mình sẽ bị khô, nó sẽ bị dễ bị khô họng và bị khát nước. Thì các bạn cứ luyện tập cái đó thường xuyên, một ngày tầm 10 phút 15 phút cho mỗi bài tập, thì các bạn sẽ cải thiện được rất là nhiều trong cái việc mà tạo cục hơi cho mình. Các bạn nên nhớ những bài tập này nó đang hỗ trợ cho việc làm cho cái dung tích lòng phổi càng ngày càng to ra để bạn chứa được nhiều hơi. Kèm theo đó là cái cơ hoành phía dưới phổi nó sẽ linh hoạt hơn, nó không có bị căng cứng như lúc bạn chưa tập, để khi các bạn xử lý những cái câu hát mà cái lượng hơi thở liên tục như vậy đó, hoặc là các bạn cần phải giữ hơi lâu trong người á, thì cái này là cái việc mà hỗ trợ rất là tốt cho cái cộng hơi của các bạn. Thế bây giờ mình bonus thêm một cái bài tập nữa, nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà tập luyện cơ hoành và cái phần phổi. Thì thay vì các bạn mắc cỡ, các bạn không có thể tập được cái kiểu chó thở hồi nãy, nó nghe ghê quá, thì các bạn tập như vậy cũng được. Giống như cái bài tập đầu tiên, nhưng mà các bạn ngắt quãng ra, các bạn không có xì một lượng hết mà các bạn ngắt ra, các bạn gờ dưới đây cơ hoành nó đang hoạt động nè, thì các bạn xì chắc ra, ngắt quãng xì chắc ra. Thì nếu mà các bạn không có tập được cái bài tập kia mà các bạn cảm giác nó mắc cỡ so đối với những người xung quanh đang để ý bạn á, thì các bạn cứ tập cái bài tập giống như lúc đầu mình có hướng dẫn cái bài tập đầu tiên á. Bây giờ mình ngắt quãng, mình không có xì luôn, mình ngắt ra, thấy không, ở dưới đây nó sẽ hoạt động, thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc tập luyện cơ hoành cho các bạn. Các bạn nên nhớ như thế này,
bất cứ một cái gì mà các bạn muốn có kết quả tốt á, thì các bạn đều phải siêng năng tập luyện và tập thường xuyên. Chứ các bạn đừng có nghĩ là các bạn tập được tuần, nửa tháng là bạn đã có kết quả. Không phải. Bây giờ bạn tập nó có kết quả rồi, các bạn cũng phải duy trì nó. Còn nếu mà các bạn ngưng ngang một thời gian, các bạn bỏ luôn, thì nó sẽ quay lại cái vị trí ban đầu thôi. Thì tất cả mọi thứ đều như vậy, kể cả việc chơi thể thao cũng vậy. Các bạn bỏ ngưng ngang á, thì nó sẽ lại quay lại từ đầu, các bạn phải tập lại từ đầu nữa. Cho nên là các bạn muốn duy trì kết quả tốt thì các bạn phải tập thường xuyên, siêng năng, thì nó không những tốt mà càng ngày nó càng phát triển cho cái cột hơi của các bạn. Thì qua cái video clip này rất mong các bạn hiểu rõ đây là chỉ là chia sẻ kinh nghiệm. Còn nếu mà đi sâu vào kỹ thuật thanh nhạc thì các bạn cần phải học trường lớp, tại vì cái việc mà tạo cột hơi này nó không phải chỉ có hai ba bài tập đơn giản này đâu, mà nó còn những cái bài tập nâng cao nữa, kết hợp với cái khoảng vang, kết hợp với tập cảm âm chung với hơi thở này kia đâu, nói chung là rất là nhiều. Cho nên là mình chỉ chia sẻ một hai cách luyện hơi thở tại nhà đơn giản, nhưng mà nếu các bạn siêng tập thì các bạn vẫn có thể phát triển được cái cột hơi của các bạn một cách hiệu quả nhất. Xin cảm ơn các bạn.